Rồi, em cũng xin kính chào cả nhà và bà con cô bác. Hiện tại thì bây giờ em đang đi trên đường là vô nhà của ông chú. Là mấy clip trước là em hay nói là ông chú bá đạo á. Hiện tại thì bây giờ cũng hơn 3 giờ rồi cả nhà ơi. Học sinh đang đi chuẩn bị nó đi về hết trơn rồi. Có đuôi xe luôn rồi nè. Cố lên, đổi áo đỏ. Đây bây giờ đoạn đường này thì nó hơi quanh co nhưng mà được cái là nó hơi mát á mọi người. Đi chỗ kia thì nó xa lắm, đi đường kia thì nó xa hơn chút. Chưa nướng mình gái một có gì đâu mà có mặn cái gì đâu. Đi vô ông chú Đinh đi. Ông Đinh Văn Bỏ nay ổng đảm kìa. Vô bắt hồi luôn. Hả? À ông khơi lục bệnh đó kìa. Hoài ơi. Hát hò dữ quá. Karaoke okay, chợ mới kìa. Đúng rồi. Sao vậy? Sao vậy? Quậy hả? Quậy hả? Tao kêu mày đừng kêu mày. Tao sáng giờ nữa. Ngủ. Đâu biết đâu. Câu ngoài chợ á thím ơi. Bởi vì nó lấy ông rồi nó chết liền luôn á. Vô, 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 vô. Trời ông không có về đâu mày, ở bả không cho về đâu đó nha. Ai nào? Trời ông không cho về đó. Đúng rồi. Bạn của mày á. Ôi sao nguyên nó về đâu không về cho mẹ. Ê, đây, em đừng có nói vậy. Ngủ ra ngoài vậy. Đây. Ôi. Nó đi qua bố. Nó đi đâu được đó vậy, nó té xong nó chết. Ờ, tôi bu cả ngồi, em thôi bình tĩnh. Nổi xanh một ngày nữa trời. Nó đi, bà nó đi. Lão đảo chảnh nó ngủ rồi. Té mượn báo. Em mừng mai là anh làm nó con hai vậy. Nó làm hả? Chơi không? Bắt tay mày đó. Chơi không? Chơi đó. Lấy cái căn chơi không? Tao búng chơi không? Chơi mày đó. Chơi thùng bé. Chơi. Quốc. Chấp ai? Chấp ai? Chấp nhỏ là 40 kg. Ừ. Đúng không? Chơi đó. Vô nhà ginh cục đá theo con. Mày chết chắc. Chết chắc. Mày chấp mày không có chấp đá nghe. Tao gõ gàng à. Đúng được ăn cũng khó mà. Ăn xong ăn. Không bốn chục ăn ý cũng khó ăn. Khó ăn xong có. Thì thử ổng vậy coi. Trời ơi dụng không? Tao mày dân khéo. Tao mới cần giống chào á ha. Giống đâu mà giống. Giống mẹ. Không có tướng giống á. Giống ai? Giống cha. Thì cha giống cha mà nó đâu có mẹ đâu. Quay ơi, có cha với mẹ ơi. Không có cha, không có mẹ, có cha không. Ê mày chưa dắt cho mày lại hơn ổng đâu. Cha nó đẻ ra đó. Cha đẻ ra hả? Ừ. Mày căn ký đậm ổng á. Để đi nè. Mày luôn đó. Không biết đẻ ra đâu. Cái này tao chơi luôn à. Cái này đụng không có thẳng mà. Mày chắc 40 căn đậm cha nó tao chơi luôn. Thêm thùng nữa mày. Tao tố thêm thùng nữa. Quá tố rồi, quá tố. Rồi mày ra liền mà. Chơi không? Chơi không? Chơi đó. Chơi. Có cần không? Có, nhà cân 150 kg đồng vàng. Cân heo hả? Ừ. Ủa nãy lên phải chối lại. Tao à, mới cân heo. Muốn cân cái cân của tao phải chối lại. Mà mẹ hai thằng này nó tới 150. Có thể sàn thua ổng á. Sàn mà đụng á. Cao, cái tướng tao cao.
cái áo bì không có cái độ kia mà ở chổng mà ngủ rồi cái độ chúa đúng rồi mấy thùng bia lật ben rồi này phải giới thiệu với bà con đây là con của ông chú Út Mò Đinh Văn Mò Đinh Văn Mò bậy ông nói ông giới thiệu với hoài đó Đinh Văn Mò anh Đinh Văn gì tao Đinh Văn Đinh Văn Sông Giang Sông Đinh Văn Giang Sông có gớt đâu mà ta ai là gớt ta quên rồi ta ai à, ông chú Mò ông hay nói là người nào tin gớt á ông chính gớt mà kia ai à lụm gớt gớt lụm vậy hả ừ cái nào mày cho nó ngủ đi cho nó ngủ đi để nó về tội hai anh em mình đi dạ nước cồng nước lớn nó cũng như nhau nhà anh còn nước cồng không mà ít có nước lớn lắm nói chung cũng dập bẻ à không tại vì sao mẹ lợi bên đây đây mà đó chưa chắc ăn nhà dọp bẻ luôn á dọp đâu mà bẻ nhà anh đâu có nuôi dọp nhưng mà có người nào đó mà đi về á sao tự nhiên chăn dưới không nhà anh cái mặt bây giờ mà chùa không nhà anh đâu có nuôi sấu đâu nhà anh nuôi có 17 con sấu chứ à anh té ngang nó tắp à nói chung là từ 58kg nhảy xuống hút lại còn 100g Mỹ mẹ ta có 50kg à không còn khía nữa không còn khía mày gánh quá ha dạ vô tao sáng giờ mà không lại đi cứ chứ có đâu mà dắt lại mày lại mày chù mày tắt cái bình vụ đó cho tao đi bé gì trời bé ú hả con ly đâu vậy nhí giọng như mày gì mày quý chẳng chơi nè gì con này anh buồn chút vậy vô 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 dạ 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 trời đủ đó, cho hai anh em bánh không nè quay quay đó má một bán không mà thấy không bập sướng bập sướng chết thì mẹ rồi cỡ 50 ly á mày mày đếm đâu coi hết can hết can ốp miếu đại ca ốp miếu đại ca sao phì lũ đè xin đệ mọi người nướng này phì lũ xin đệ ốp miếu đại ca một cái bắp mà một hộp mà một cốc rượu đó là chết chồng tình chồng nghe rồi quá trời tình luôn rồi đúng không mình rồi anh em mình là như vậy là quá quá tình nghĩa rồi cái thằng ôm yếu đại ca ôm yếu đại ca cái thằng phì lũ sư đệ phì lũ sư đệ của tôi đây là phì lũ sư đệ của tôi cái này ôm yếu đại ca của tôi rồi ôm cái này nè tụi mẹ bên ngoài nó chửi chết mẹ trời trời đó mà mày nó chết người đây chính em đúng quá cái gì mập ấy ốm mà mập đâu mập ốm ốm vậy là nói sai vậy không lẽ người sai nó tiếng sai ai chịu không không mình nuốt hết ngờ cái thùng bên sau đi mình hả nghĩ điện chính em đi qua nó nhậu yeah. Qua cái thùng nó nhậu lỡ lộn lỡ có trái thì đốt cái đó còn mấy can nữa hả trời trời, trời. Hết hết can là được rồi ra nói để mai vô ông chú không để đám nữa vô nó chứ thôi đi anh... Ủa, tính ra cặp bắp cũng hay quá ta về cặp bắp hay ha mà cạp sao cạp bên đây mà bên kia nó còn cái găng nào đâu cạp hàng hàng ta hàng hàng ngủ đâu ai hàng tiền giờ phải đó mày nói đủ gì hết gì ông chú bắp nè chắc ăn bắp chơi đi chơi ngô chơi bắp vậy chơi ngô ngồi bắp mẹ nó chơi này chơi bắp ngô chắc ăn vô bắp đánh chết mẹ luôn. Đôi khi đi ở Cần Thơ đó, nghe ông chửi thầy, ghiền ghiền á ông nội. Ta ta cai bán á tao về ông ơi. Bắt cái gì vậy? Mẹ có ta bán được không? Chứ có đâu mà. Bắt ngồi hoài vậy. Xuân sắc đại ca. Xuân sắc đại ca đó hả? Để cho ông nội hiền đệ tôi hát bản coi. Ba nội bán coi. Cha cái thằng nội này nó bắt cái gì vậy? Chữ cậu á, chữ mày kìa Dương Hậu không chữ mày kìa Hậu kìa bắt cái gì vậy bắt cái gì vậy năm nay nhiêu 30 à cũng mày làm hết đừng làm hết chết nè anh dạ em mới 25 anh dạ bà con 9 tuổi rồi đó con 9 tuổi dạ. Trời đủ mẹ tới rồi hay thiệt để vô mày ha đồ
Gâu từ đâu tới đâu? Gâu từ đâu tới đâu? Quán cơ ba trên à. Đi không? Gâu á. Quán cơ ba à. Giống. Cái này nó xà xuống vậy nè. Giống là giống ông già mày luôn. Ủa tao không giống già, tao giống ai? Bả chắc bả chém ổng đó. Giống ông hàng xóm. Giống ông hàng xóm. Lại mấy cha. Rồi ông này ông ăn hết cái trái bắp chưa? Ông sơ uống nu nè. Trái bắp đúng tiêu rồi. Ăn chưa? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết, uống ngủ một biết bao nhiêu ly đó. Uống một chục cốc liền, bỏ qua liền. Ê, chục cốc ít rồi đó nha. Chục cốc ít ra. Nãy chứ cái nãy thấy là đính ra cỡ 20 chục. Ê, cô con còn y nguyên luôn á. Cảm ơn. Anh nghe, nghĩ rằng anh chứ đường xa lắm em ơi. Không phải. Ê, quán kia thì xa vậy? Đường xa lắm. Qua sông cái gần tới rồi. Chúng hỏi chúng qua đò cái tới rồi. Xa lắm. Từ đây ở 10 cái số luôn. Đưa bà mặt chó qua không? Có ba giúp lắm đây. Đưa bà mặt chó qua. Qua nhà ông Dũng. Đó. Đó. Rồi. Dạ, bệnh viện ơi vừa lắm. Rồi vậy con dắt ra bệnh viện ơi vừa luôn. Con đưa cho chỗ chờ phòng lạnh luôn. Trời trời đây mưa còn anh còn vợ còn đồ đập mới vợ còn vợ. Nãy xong luôn hả? Nãy xong luôn. Thôi vô nhảy. Chết luôn rồi. Cho người gần khu đất này nhậu xong. Không có vụ về. Bạn ta đi chơi. Các bạn chạy tao với tao người thương để biết cho coi. Cái gì? Để trễ quá, người bạn tao qua luôn á, người mất thương quá. Người mất quá, còn như ta ăn chưa? Chớ vô uống ly chứ. Không, con nhỏ này nó cắn cửa rồi nó không uống nữa. Cắn cửa. Nó cắn thai. Thôi đi mà. Tụi mày cắn thai cắn cửa nhau vậy. Cắn bầu, cắn bầu, cắn bầu. Kệ mẹ đi. Trời ơi. Chính này sao là không cắn ra đi. Cắn rồi, con tính gấp rồi đó. Này chưa có đồ cắn đó. Rồi, biết rồi. Bỏ đại vô tháo đi, chừng nào cắn cắn. Để rồi, chết rồi, hết rồi. Bỏ đại vô tháo đi. Chắc chắc. Cắn chú. Bỏ đại vô thao đi lấy cái kéo cắt có gì đâu. Ở đây rồi tao bỏ than vô. Dạ. Rồi chưa? Đang quay mà. Chào mọi người, bữa nay là đám giỗ của nhà của ông chú Đinh Văn Ngò. Mà nữ này tới nửa đêm không bác ơi? Tới nửa đêm không? Mình cái này mình nấu thêm nồi bánh tét ở đây là vừa luôn đó. Nồi bánh tét vừa chín là cái này vừa chín đó. Làm ấy mình ngã ngang đang ngủ là sáng ăn luôn. Ăn sáng luôn. Kìa nó nhảy kìa.
Rồi chứ. Bên nhà bắt anh á. Rồi ăn hết nè. Lương tâm. Để lại. Đây là con. Rồi quý giá coi vậy đó. Hồng Nhung. Đúng không? Rồi con gì nữa này. Hồng Tươi hay gì đó. Hồng Nhung. Hồng Không á. Hồng Thấm, Hồng Hoa, Hồng Quậy, Hồng Cúc. Hồng Tươi. Hồng Tươi. Ông lỡ lấy cháu tôi thì ông gắn chịu đi. Vô nè, hai chú cháu mình nè. Co. Co. Hai làm lại đi. Lại lại. Hai chú cháu mình nè. Co. Hai chú cháu mình là sao nữa tao? Đủ. Tao quánh cái mặt bây giờ nè. Cái bài nào giải được ba lần không? Ông hơi mập, còn ông gồm là chú vậy chứ ai cái à, nghĩa là con tên Phương Nhung. Chú nhớ còn gạnh mự mày con anh hai con Hồng Nhung con Ngọc Nhung đó là không biết đứa nào lớn vậy mà là hai chú cháu rồi đó con tôi chuyển qua cái lò kia luôn ốm con đứa cái lò nhỏ đi. Tôi ốm mà tôi còn lùn nữa chứ. Chứ phải mà được phong độ gì đâu. Bây giờ là phong độ đó đúng không? Ờ, giờ đang phong độ đó hả? Mày đừng có quay tao nữa thằng quỷ sứ. Đồ quỷ hả? Sao mà ổng khoái ngồi với những người mập không ha? Anh ơi. Đấy, giữa em xong rồi giờ qua giữa anh đó. Chú ơi. Chú. Cho anh hỏi chị nhà có mập không? Nè, ông nội này mới ngồi giữa hai ông này mới đúng nè. Tự nhiên giữa hai ông mập không hả? Chắc được. Phải thịt ba gội nè. Phải thịt ba gội. Đường nhau từ từ vậy đó. Tao qua tới đây tao không biết tao qua hồi nào nữa. Wow, Phúc XO tới rồi. Cho bác Phúc. Ừ, đem bánh chè ra nướng cho nó ăn từ hỏi. Nè. Tấn ơi, từ Ninh Thạnh á tới nhà ông Ba Sa là ăn đâu mày. Bắp chắc ăn chứ bắp coi. Không là qua tiếng lại nè, nói chung qua đây. Thôi đừng khơi lại nó anh đây. Ok qua rồi. Anh mời mình 6 giờ sáng. Vô nhà anh có tiệc nhậu. Chảo giờ nha. Rồi chứ hết chân ngồi vô gì đồ 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 dạ ông chú mày mời sao sao mày đi lạy phải không là tám lạy đúng không rồi ok để con điện nó thử là được không để con tranh thủ chăn mình trước chăn đó hấp dẫn rồi đó cái này có chào lấy chào chào hả chào chết lên cũng ngon á quên anh đâu có đi sửa đâu sửa bò mạnh ba mày chơi mày vô đây nè đi đủ mẹ cái sàn có ghét không đi cũng hay ghét được đó chắc chắn hả dạ. Em ở ngay ngang dừa luôn mẹ cũng nữa à ngay chợ ngay chợ cũ ngang dừa gần chợ góc hai rồi thôi ngay nguồn gốc này lên chỗ hai biết không ai thôi nhà cái danh nhất hả vậy mày vô đây cái cộng chính vĩnh rồi cậu với cậu với ông anh sát bên luôn ở trong đây nhậu khỏe quá không mời buổi sáng giờ còn khỏe quá luôn sáng trời. Ủa anh nhậu chung luôn hả vợ kêu mới về nhà rồi xong chạy qua sư phụ hết nổi rồi anh em đi cho nó về kêu bằng dưỡng à dưỡng thì sao ông nghe mất kêu nó kêu kêu anh kẹp dưỡng lên gần ngủ ai sống với khỉ ai mà chơi trời ơi trời tao sợ dượng nó lên gừng
đây ví dụ mày nhẹ giữa xã xã về huyện huyện người có lai đưa nữa là xong. Cắn miếng đi, cắn miếng đi, thôi ăn đi, ăn đi đi thôi bông. Hả? Ủa mà thằng Sang là ở thằng Trọng làm gì ta? Trọng làm bên xã đội, nó thiếu quý chuyên nghiệp, nó dùng nó lãnh lương ra tháng có không có nhiều chờ á. Quay qua tao nè. À đây nè, lương tháng Trọng không có bao nhiêu hết. Phải rồi, lương tháng nói chung là đôi khi nói ra mình muốn khóc luôn á. Trời ơi, làm mấy năm trời, lúc đó tao học năm nhất rồi, tới nay là cũng 5 năm rồi đó, 5 năm luôn nhớ. Mà lương tháng nó có mười mấy triệu à. Đây nè, đừng đừng nè nè nè, mày đừng có làm nó nói như vậy. Chủ tịch huyện, thiếu quý không, chủ tịch có đúng, cái từ chủ tịch có đúng. Chủ tịch huyện là giả đi làm xã đội trưởng, và cái kết bất ngờ đừng bao giờ coi thường chủ tịch huyện. Đừng bao giờ coi thường nha. Ê, muốn miếng nè. Thêm. Sang. Ôi, có này cái gì ngon quá vậy ta? Mày không tao phải tao không không dựng lại kìa. Đây bây giờ em xin giới thiệu với nhà bên đây là nhóm họ đám dỗ nhà của ông chú. Một heo chấm. Tao biết. Xin lỗi mọi người là có đôi khi nó tục hơi nhiều. Ba người đưa qua quốc liền. Ba người bằng đây bằng lẻ đúng không? Mình đi chơi vậy. Bánh chè của ơi. Ba rau chú. Thằng nào con cháu con ảnh dạ nào con ảnh dạ con dễ dễ hả con ruột này nhỏ dễ nhỏ dễ dễ nhỏ dễ 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 là có 20,000 mày hết có 15,000 à. Mẹ mày có nửa cái đầu à. Có nửa cái à. Mày đủ mẹ hát chèo hả? Hát chèo hí tao hả? Trời. Chơi nửa chơi hát. Hát rồi ok. Ông cậu ơi. Ngánh gì ba thận à. Mà không mà ông chú kìa. Hết đầu 15,000 thiệt không? Giống không Nguyễn, giống Hữu Tướng không? Nguyễn Tướng hả? Ờ, đừng nói, đừng có nói vậy đó. Tao hết 20 nè. Cái nữa không? Dễ ông Hai Ánh á, kêu tôi bằng cậu. Thằng chú kêu bằng cậu. Chú cặc. Cái gì đó? Ông kêu anh Hai Ánh, không lẽ kêu đúng mẹ kêu bằng thằng. Quả wow, bằng thằng luôn. Kêu bằng thằng luôn. Kêu bằng chú quá. Anh ba bằng chú rồi mãi nói vậy đó. Tại ông cậu nói chơi với con. Anh ba kêu ông Hai Ánh bằng anh này. Ông cậu nói chơi. Hai đúng mẹ tao nó chơi mà tự gì chơi không được. Đấm ở đầu mày tụ mẹ cái đầu hết có 15,000 tao 20 à. Mày hơn tao không? Hối hết 5,000 rồi, hối hết 5,000 rồi. Đủ mẹ trừ 5,000 rồi. Hối trừ 5,000 á. Đủ má hết cái đầu trừ 5,000 tao 20 mày có 15,000. Cậu hay con? Ông chú ơi, con là con sợ ông chú. Con phải ông chú, ông chú. Con sợ ông chú. Lại. Cậu hay con? Hát thiệt á. Khí. Cậu đi vô khác đi. Ngồi đây sợ chửi. Thằng này nó nhỏ nhỏ chứ tao 30 tuổi rồi mấy nhụng nít đâu mà nó bậy. Lẽ đủ mẹ tao em mày. Đủ mẹ em bà già mày thôi. Cậu á, cái con cậu là vàng mày dạ. Cậu á có tôi trình đời cậu chưa biết mà tôi đâu.